Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Như các bác có thể thấy, vừa rồi thì tôi có khoe cái cảnh có thể nói rằng là rất truyền thống của người Việt. Tôi đến nhà bạn tôi, và mọi người đều rất là vui vẻ nấu bánh chưng. Đây là một cái phong tục có thể nói là truyền thống của người dân Việt Nam, đúng không ạ? Và các bé xung quanh thì đang chơi trốn tìm rất là vui vẻ. Ở quê thì nó có cái hay ở quê, mà phố thì nó cũng có cái hay ở phố. Cái gì nó cũng có cái hay cái dở. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những nét truyền thống của dân tộc, những nét nhân văn và văn hóa của đất nước thì cần được giữ gìn. Và các cháu thì cũng cần phải biết cái điều đó. Nhưng mà nôm na như vậy thôi. Thú thật là khi tôi đi như thế này thì thực sự là tôi muốn toàn tâm, toàn ý để mà với gia đình. Nhưng mà mỗi lần dùng đến một cái từ đó là chuyến bay ngạo nghễ. Chuyến bay ngạo nghễ mà có thể nói không biết dùng cái từ nào để mà diễn tả. Báo cáo với các bác, vị cục trưởng và cục phó cùng với cả một số người đều là lãnh đạo cả. Vậy mà họ nỡ lòng nào, họ ăn trên ngồi chốc, trục lợi từ những người đồng bào, có thể nói là cùng khổ của đất nước này. Rất là đau buồn. Nếu chúng ta chưa hết sốc bởi vì cái vụ Việt Á được đưa ra với 4.000 tỷ đồng, Phan Quốc Việt trục lợi 500 tỷ và 800 tỷ dành cho việc lót tay, thì nếu mà nhẩm tính những thiệt hại, báo cáo với các bác, những thiệt hại và những gì họ trục lợi từ các chuyến bay, thì không hiểu con số nó sẽ là như thế nào. Nhà báo Ngô Nguyệt Hữu ấy, thì đã có một cái tính tạm là nếu mỗi người đi về mà bị gọi rằng là bị phải lót tay nọ kia vân vân là 3.000 đô, thì với 200.000 con người đưa về thì cái số tiền nó sẽ là khoảng 600 triệu đô la Mỹ. 600 triệu đô la Mỹ là một con số quá lớn để mà tôi có thể tính ra tiền Việt được. Và nếu quy ra một cái bánh chưng như là tôi và các bác vừa thấy ở đầu video á, của người Việt, thì chi phí khoảng tầm 40 cho đến 45 nghìn cho một cái bánh mà chúng ta tự làm á, thì liệu rằng có đủ bánh chưng cho cả cái quốc gia này không? Cho cả quốc gia này không? Và mỗi người được bao nhiêu bánh? Càng nghĩ tới thì chúng ta càng buồn. Và tôi nghĩ rằng á, những nhà báo như là Ngô Nguyệt Hữu hay những nhà báo khác, nhà báo điều tra khác, nhà báo Hữu Phú, nhà báo Hoàng Linh, các nhà báo khác và thậm chí có những người mà chúng ta không biết mặt biết tên, họ đã tích cực tìm tòi và hiện nay có hẳn một cái thế lực, một cái âm mưu có thể nói rằng là thực hiện một cách bài bản. Có vẻ như họ đã biết trước sự việc và rất nhiều Facebook đã bị tấn công. Facebook chính của nhà báo Ngô Nguyệt Hữu thì cũng đã bị tấn công rồi và đã bị mất rồi. Sau đó là đến nhà báo Hoàng Linh cùng một loạt các nhà báo và những KOL khác. Kênh của tôi thì cũng đã 5 lần 7 lượt bị ra đảo trong cái thời kỳ mà tôi làm nội chính. Rất khác với cả những người em hay những người khác làm YouTuber. Họ gần như là không bị vướng một cái gì cả. Mặc dù cái số sub của họ có thể lên tới cả triệu sub. Nhưng mà với tôi chỉ khoảng tầm 60-70 nghìn sub là lập tức rằng có hẳn một cái chương trình tấn công rất là kinh khủng. Và thậm chí với cái nghiệp vụ điều tra của mình, các bác nào nhớ, thì tôi đã tìm ra được cả cái kẻ thủ phạm. Nhưng mà tất cả thì cũng đều đi về đâu đó và không được xử lý. Cho nên chúng ta cũng tri ân và chúng ta cũng cảm ơn những người rất là dũng cảm. Nói như nhà báo Ngô Nguyệt Hữu ấy, thì nhà báo có nói thế này: ăn chơi thì sợ gì mưa rơi, chúng ta cứ làm. Và nhiều người thậm chí còn đang bị đe dọa, và thậm chí rằng là như nhà báo Hoàng Linh nói,
có thể bị vào tù bởi những cái chuyện mà mắt thấy tai nghe như vậy. Nhưng mà không thể không nói, chúng ta biết thông tin mà chúng ta cứ ấp ừ, chúng ta không dám đấu tranh. Thì thứ nhất, ngay cả tôi đồng cảm với các những người đó. Bởi vì như là ngay cả tôi cũng cảm thấy rằng là có lỗi với cả quốc gia, với cả dân tộc, với cả các bác nữa. Bởi vì quốc gia này, đất nước này được như ngày hôm nay là nhờ tới hàng triệu sinh linh, hàng triệu con người, hàng triệu nhân mạng đã bỏ xuống. Thế cho nên những kẻ mà đang trục lợi từ cái sự hòa bình này của chúng ta, thì báo cáo với các bác, chúng ta không còn cái dùng từ cái từ nào để có thể nói về cái tính liêm sỉ hay đạo đức của họ. Mặc dù họ cũng chính là những con người mà thốt lên những cái lời đạo đức, họ cũng chính là những con người mà có thể nói rằng là nói những cái điều nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình. Nhưng cách thực hiện thì khác hẳn. Giờ phút này khi mà sự việc này được thông báo ra, thì tôi tin rằng Tổng Bí Thư cũng đang rất là buồn. Nhưng mà buồn thì chúng ta vẫn phải nhìn thẳng vào cái sự thật đó. Bởi vì chỉ có cái cách là chúng ta đưa nó ra ánh sáng, chúng ta phê phán nó, chúng ta coi nó là cái sự sỉ nhục, coi nó là một cái mất liêm sỉ, mất nhân tính của con người, thì họ mới nhận ra được. Còn bây giờ tôi cũng tin rằng rất nhiều cán bộ lãnh đạo, thậm chí cả cấp cao và nhiều lãnh đạo cấp trung, cấp vụ, cấp cục, họ còn không nhận thấy đây là một việc làm sai trái. Họ không nhận thấy là một việc làm sai trái. Đó mới chính là cái mà có thể nói với các bác rằng là cái sự bất hạnh. Bởi vì họ không nhận thức được. Và con số rất nhiều, cực nhiều những người như họ. Và chính vì thế làm đất nước của chúng ta suy yếu, đất nước của chúng ta suy tàn. Và nó tạo cơ hội cho những cái thế lực, mà tôi nói là thế lực thứ nhất, đó chính là giặc phương Bắc. Giặc phương Bắc đặc biệt nguy hiểm, và cả phương Tây nữa, có thể áp đặt một cái chế độ để thống trị lên đất nước chúng ta. Nền độc lập này không dễ dàng để đánh đổi bởi những con người đó. Cho nên nếu như phát động một cuộc đấu tranh chống giặc nội xâm, thì tôi cũng chia sẻ với các bác khá nhiều lần, đó chính là chúng ta gọi là chiến tranh nhân dân. Chúng ta đã có chiến tranh nhân dân trong dựng nước, giữ nước, chống lại các thế lực thù địch. Và bây giờ chúng ta cũng phải dùng nhân dân để mà đấu tranh lại, chiến đấu lại cái loại giặc mà rất khó gọi tên, rất khó định hình, rất khó định nghĩa, đó là giặc nội xâm. Tôi tin là như vậy. Và bây giờ tôi xin trích dẫn lại với các bác một cái lời Facebook của nhà báo Hoàng Linh. Nhà báo Hoàng Linh cũng đã trích cái status, cái dòng trạng thái của nhà báo Ngô Việt Hữu, và kèm theo những cái bình luận của mình, để các bác có thể thấy rằng là cái sự táng tận lương tâm nó đến như thế nào. Cảm ơn các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta hãy xem qua đoạn này. Xin chào các bác, đây là Facebook của nhà báo Ngô Việt Hữu. Và nhà báo Ngô Việt Hữu có khá nhiều status trong ngày hôm nay. Tôi xin trích dẫn một status của nhà báo Ngô Việt Hữu như thế này. Đó là ăn cháo thì nhai luôn cả bát. Để chúng ta biết rằng hãng hàng không nào nha các bác. Một, nó thua lỗ, lẽ ra phải điều tra coi là nó có trục lợi không, có mang của công về nhà làm bỏ trong két làm của riêng hay không, thì chính phủ lại cưng chiều nó một cách quá đáng, vác ngân sách ra cứu nó. Mấy ông nội chuyên gia chuyên áo cũng rảnh lên báo để bênh nó. Mấy ông nội báo mất nết cũng vì hợp đồng truyền thông cũng ca ngợi nó. Dịch dã, miệng nó oang oang, thừa lệnh của Thủ tướng, mệnh lệnh trái tim, tinh thần đồng bào, lao vào tâm dịch để đưa công dân về nước. Cái cụ cái thứ mất dạy, đồng bào mình kẹt ở nước ngoài do hết hạn visa, do lưu trú ngắn hạn, do sợ dịch bệnh, vân vân, đăng ký hồi hương. Nó biến thái, nâng giá vé lên mấy lần, có nơi từ 1.000, đôi lúc bình thường thì thành mấy nghìn đô cho một chuyến bay, mệnh lệnh trái tim, tình thương đồng bào. 3. Cắn cổ hút máu đồng bào xong, nó mướn cái đám KOL bị khùng giá 10 triệu một tút, với đám dư luận viên bị điên giá 3 triệu tút,
khen nó hệt như con dâu hụt khen mẹ chồng, đặng mẹ chồng rìa cả khịa con dâu chính. Cái giá tiền là do hữu bịa, mấy anh chị đừng tin nha, ít hay nhiều hơn hữu em biết, vì hữu có chơi với cái thứ hai lòng này đâu mà hữu biết. Ai nêu sự thật hay có ý kiến giải cứu mắc dị thì mắc gì bắt cảm ơn, thì nó thả giáo sư đang thỉnh giảng hợp tác khoa học với Trung Quốc có tên là Ngô Bảo Châu ra mắng người ta vô ơn. Nó xài tiền của nhân dân, kinh doanh thua lỗ thoải mái, chính phủ lấy tiền ngân sách, tức là tiền của dân ra để cứu nó. Nó quay lại đớp nhân dân tiếp, mà đớp ngay trong đại dịch thì mới là cái quần rách tè le chứ tời. Nó là cái loại không có tâm hồn, chuyên gia động vật cũng không thể kết luận nó thuộc về chủng loài nào nữa, chứ đừng nói là chúng mình. Nó chơi dị, nuôi bò bò đá, nuôi voi voi dày, nuôi ngựa ngựa xéo, nuôi gái gái bỏ, nuôi chó chó cắn. Tứ ác nhân thất đức mà miệng lại thích bàn đạo lý. Đố có anh chị, nó là con ngạo nghễ, dung dịch, nước chấm công nghiệp nào? Và một status mới về 600 triệu đô. Tôi xin đề của nó một hiểu. Và nhà báo Hoàng Linh thì cũng đã nhắc lại thế này. Nhà báo Hoàng Linh có nhắc lại thế này. Cầm tặc cầm vương bắt bà trùm lãnh sự tuổi hổ. Tướng Tô Lâm mở đầu chuyên án, chuyến bay ngạo nghễ bằng binh pháp tôn tử. Cầm tặc cầm vương bắt ngay cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, bà trùm tuổi hổ của cả một hệ thống bóp cổ kiều bào và người Việt sử dụng quyền lãnh sự khắp thế giới. Bọn họ, nói chính xác là bọn chúng đã cướp đi cơ hội đoàn tụ gia đình, việc làm và kể cả mạng sống của kiều bào, người Việt muốn về nước chỉ vì những công dân này không đủ tiền và quan hệ. Đọc những dòng trạng thái quá cảnh qua nhiều nước để về quê hương còn khốc liệt hơn cả người Do Thái thời lập quốc. Theo cách tính rợ của các KOL, bằng các xét duyệt nâng giá các chuyến bay giải cứu, bọn chúng đã bỏ túi gọn nhẹ hàng ngàn tỷ đồng. Ngô Nguyệt Hữu thời luận. Nó chém 200.000 đồng bào hồi hương. Thí dụ, mỗi người bị nó chém trung bình 3.000 đô, 200.000 nhân với 3.000 thì bằng 600 triệu. Viết bằng chữ 600 triệu đô. Có lẽ vì vậy, họ kiên quyết đóng cửa quốc gia chỉ để phục vụ bay giải cứu, là 600 triệu đô đấy ạ. À. Mà có những lúc đồng bào bị chém nhiều hơn 3.000 đô một cá nhân muốn hồi hương. Bộ Công an làm phước thả Việt Á ra, cho họ lạy cái bọn giải cứu phát để tỏ lòng ngưỡng mộ rồi nhốt lại sau ạ. À. Quá kinh sợ hãi, vô cùng kinh sợ hãi, hết trích. Như con cá cha thèm suýt, bọn chúng cắn nuốt cơ hội về chính ngôi nhà của mình và kể cả cơ hội sống của người Việt khắp nơi trên thế giới. Quái lạ là những kẻ như thế lại thích được truyền thông quay tay, nhưng chuyến bay vào tâm dịch, chuyến bay ngạo nghễ chỉ có thể là Việt Nam. Lại có cả thơ ca ngợi bọn chúng như là những chiến binh thần thánh trong truyền thuyết, mang theo khát vọng của cả dân tộc, nhại cả thơ Tố Hữu, yêu biết mấy những con người đi tới, hai cánh tay như hai cánh bay lên. Thậm chí, một giáo sư còn yêu cầu người Việt phải biết ơn những cánh bay giải cứu và mắng những ý kiến trái chiều là vô ơn. Những vụ tham nhũng gần đây như Việt Á và bây giờ là cục lãnh sự thì cho thấy tham nhũng đã đột biến đến điên cuồng và không còn biết sợ là gì. Tôi đề nghị Quốc hội và các cơ quan pháp luật khôi phục thủ tục xử án, sơ thẩm đồng thời trung thẩm, án có hiệu lực thi hành án ngay, hành quyết những tử tội may ra làm chúng chùn tay. Và đây là vài lời tôi sẽ dành lời bình luận lại cho các bác và mọi người. Những ngày giáp Tết mà sao nó cứ buồn đến lạ, đúng không ạ? Cảm ơn các bác, chúc các bác một buổi tối tốt lành. Thứ nhất là quan hệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba hậu duệ, thứ tư đến trí tuệ. Mình nói thẳng với nhau đi, các đồng chí nghe cả rồi đấy. Lần tránh làm gì? Nó là cái gì? Nghe mà vô cảm, nghe mà không giật mình. Tại sao trong này người ta lại nói rằng là
vô cảm trước những cái dân dư luận, những cái đau khổ của dân. Nói đến cái mức là thôi, người ta bây giờ tê liệt cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Toàn ngôn ngữ đời thường người ta nói đầy rồi, ngoài đường, ngoài. Thế mình có suy nghĩ rằng mình là những người cộng sản, học tập làm gương tấm gương đạo đức Bác Hồ. Phong cách thì quan liêu, quan giản. Rất nhiều lần tôi đi cơ sở tôi vẫn nói với anh em cán bộ xã, ra thăm đồng, dân thì trồng nông đang cấy ở bên dưới, mặc con lê đi giày, có người chê ô chứ. Cái Bác Hồ làm thế, mà cứ hô khẩu hiệu là học tập làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Một cái việc là bảo phải đổi mới phong cách đi, xuống gần với dân đi, cứ nhiệt liệt chào mừng các đồng chí về thăm làm việc. Dân phải biết nghe dân. Người ta không phải nói cái chuyện nó tốn kém, ở cái phong cách. Đồng chí tỉnh xuống huyện cũng thế. Hôm nào tôi phải nói một vài đồng chí nhiệt liệt chào mừng đồng chí về để chúc Tết anh em. Có phải không ạ? Cái đó có phải là phong cách không? Học Bác Hồ thì học luôn đi chứ, cơ chế gì, tốn tiền tốn của gì. Mà hiện nay ở dưới tỉnh một số nơi vẫn có. Tổng Bí thư khẳng định rõ, việc thực hiện nghị quyết là không có tính nhiệm kỳ và phải được xác định rõ lộ trình thực hiện. Bàn về cách làm, Tổng Bí thư kêu gọi mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng cương vị, chức trách của mình hãy tự giác kiểm điểm lại mình, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh để góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thật sự là đảng cách mạng chân chính. Cách làm thứ nhất, không chờ phải mở hội nghị, không chờ cơ chế chính sách, chả chờ hướng dẫn gì. Từng đồng chí bây giờ xem lại mình luôn đi. Đấy, cách làm thứ nhất. Chờ gì nữa, cứ mang nhau ra kiểm điểm mới hay. Nếu qua hội nghị này rồi mai kia các đồng chí quán triệt bên dưới, tất cả đồng tình, từng đồng chí tự kiểm điểm mình luôn. Ở đấy trên những điểm này mình thử soi mình xem, đơn vị mình xem, gia đình mình xem, con cái mình xem, điều chỉnh được ngay thôi, thế là tốt nhất. Kêu gọi lòng tự giác. Còn chờ để đến khi đưa ra rồi để xử lý kỷ luật thì thưa các đồng chí đấy là hạ sách. Chờ phải pháp luật xử lý là hạ sách. Pháp luật là tối thượng, nhưng mà nhân văn mới là quan trọng. Pháp trị nhưng phải có đức trị. Người ta Á Đông ra thế. Thế Bác Hồ ngày xưa thì có bao nhiêu luật, mà một tấm gương của Bác thôi, một động tác, một việc làm của Bác thôi, nó có sức mạnh biết bao nhiêu, nó thiêng liêng biết bao nhiêu, có chiều sâu xa biết bao nhiêu, mà người ta vô cùng kính trọng, bền vững. Luật pháp có khi còn đẻ số ra, mai kia còn hậu cái luật pháp còn thù oán nhau còn mãi. Nói là pháp lý nhưng mà phải đạo lý nữa. Cái này luật pháp không cấm tôi được làm, nhưng có cái pháp luật không cấm nhưng mà đạo đức không cho phép làm, đạo lý dân tộc không cho phép làm, thì cái nào thiêng liêng hơn, cái nào sâu xa bền vững hơn, cái nào niềm tin vững chắc hơn. Cho nên tôi vẫn cứ nói đi nói lại, chẳng chờ phải gì cả, ngay bây giờ chúng ta tự điều chỉnh lại mình đi. Có chạy trọt gì không, quả cáp điếu xén với gặp ý gì, có tư túi lợi ích nhóm không, có cục bộ không, có trung thành với đảng, có thật lòng trong sáng không.